Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách mô hình tải trọng nhiệt độ cho vi toán cầu đục hẫng cân bằng. Xin các bạn mở một cái file về cầu đục hẫng ra. Ở đây mình đã mô hình sẵn một cầu đục hẫng cân bằng 3 nhịp trụ khung V. Cầu liên tục nhé. Cầu đục hẫng bao giờ cầu liên tục hết. Render mặt cắt cho các bạn xem. Đây. Tiên load case xin các bạn mình xóa các tải trọng ở cái báo đi cho tải trọng nhiệt độ báo lại mình thêm nhiệt độ đều âm nhiệt độ đều dương rồi gradient gradient dương gradient nhiệt thì mình chọn temperature gradient rồi gradient âm ok mình chọn temperature tải trọng rồi kích vào node chọn vào temperature nodes temperature element temperature chọn tải trọng mình chọn nhiệt độ đều dương trước đi. Chú ý là các bạn tắt bỏ chế độ render và mình theo mình ấy, để tránh chọn nhầm mình kích hoạt các phần tử của dầm thôi phím F2 chọn các phần tử của dầm khai báo nhiệt độ chú ý ở đây ở temperature nếu mà không phải độ C các bạn muốn thay đổi nhiệt độ thì các bạn vào mục tool này unit system chọn đây nhiệt độ là Celsius nhiệt độ C còn đây là Fahrenheit đây mình chọn Celsius ok Celsius nhiệt độ ban đầu ở đây mình kích vào đây mình chọn thay đổi nhiệt độ ban đầu của mình là 23 độ giờ mặc định vậy đi nhiệt độ sau cùng ở đây là nhiệt độ dương các bạn có thể xem một cái bảng tính trụ V tải trọng trụ đây tải trọng nhiệt độ đây ban đầu 23 độ nhiệt độ cao nhất 41,2 thấp nhất 1,9 cái nhiệt độ của mình nhiệt độ đang nhiệt độ dương vậy tăng trở thành 41,9 này ấn apply tiếp tục mình chọn nhiệt độ đều âm chọn các phần tử dầm và ở đây nhiệt độ bằng 1,9 này ấn apply xong phần tiếp theo các bạn đến sang mô hình gradient nhiệt các bạn cứ chuột phải chọn load vẫn chọn temperature nodes chọn beam section temperatures mình lưu ý nhiệt độ đây gradient nhiệt dương trước ở đây loại mặt cắt đáng nghĩa ra thì nếu mà các bạn nhập mặt cắt ở trong MyDecibel thì các bạn sẽ chọn PSC composite rất thuận tiện nhưng ở đây mình xuất từ két sang vì vậy để tránh xảy ra lỗi mình sẽ phải chọn general loại mặt cắt general lưu ý các bạn để tính toán được ít xảy ra lỗi các bạn nên nhập mặt cắt ngay trong Midas đây general thứ nhất là nhiệt độ ban đầu vẫn 23 độ cái b mình phải nhập thôi ở đây cái b mặt cắt của mình thì mình có thể xem trong property vì mình nhập từ két sang nên nó hơi bất tiện nó hơi bị bất tiện đây
cái B của mình thì ban đầu đối với cái đoạn đầu tiên thì cái gara nhiệt đây thì B chính là chiều cao của cái đoạn này, à chiều bề rộng của cái mặt cắt ở đây. Thì bề rộng của mặt cắt ở đây mình nhập trong trường hợp này nó bằng 19 độ, à 19 mét. Giả sử bằng 21 đây chính là các bạn nhập cái bề rộng trên mặt cầu ấy, các bạn ấy. Nhiệt độ à chiều cao 0,1 à không chứ. H2 sẽ bằng 0,1. Nhiệt độ T1 ở đây. Nhiệt độ T1 đây bằng 23 độ, T2 bằng 6 độ. 23 độ, T2 6 độ, rồi ấn. Chọn các phân tử, lưu ý chọn các phân tử dầm. Ấn S. Tiếp theo. B, đoạn tiếp theo. B của đoạn tiếp theo cách B của đoạn tiếp theo cách dầm từ đây mình có thể lấy B trung bình thôi. Đoạn này nếu đối với mặt cắt rỗng, thì bằng tổng bề rộng của các đoạn sườn của nó, nhưng để tính an toàn mình có thể tính tổng cái bề rộng, tổng bề rộng B của nó là đoạn ở cái chiều cao đó và 17 mét. H1 sẽ nhập bằng 0,1, H2 sẽ bằng 0,4. Có một điều thuận tiện khi mình nhập mặt cắt ngay tại trong MIDAS là cái B này mình có thể chọn section, có nghĩa là theo mặt cắt mình nhập thì đấy nó rất chính xác, tính là bề rộng B rất chính xác. Vì vậy để mình tính nhanh nên mình xuất từ két sang nó hơi bất tiện ở cái điểm đấy. T1 ở đây 6, T2 của mình bằng ở đây bằng 0. T2 của mình ở đây bằng 0 độ. Đó, mình ấn S tiếp. Giờ điểm tham chiếu thứ ba thì là điểm tham chiếu sorry các bạn, cái phần này mình chưa nói các bạn. Cái phần đầu tiên là cái điểm tham chiếu là cái top, là cái đỉnh của dầm. Đây mình chỉ chọn center, vì vậy ta modify nó đi, modify nó thành top đi. Modify tiếp tục ấn cái hai hai cũng tự như vậy, mình phải chọn là top 2, mình chọn modify và mình cũng phải chọn end top này. Ok, điểm thứ ba là điểm thứ ba của mình giờ là điểm thứ ba đây. Giờ mình là điểm end bottom, điểm thứ ba B. B của nó là cái mặt bề rộng trung bình, bề rộng dưới đáy chọn mình tính khoảng 14 mét. H1 bằng 0, H2 bằng 0,2. Cái nhiệt độ T1 ở đây của mình chính là bằng cái T3 đây, 3 độ. Nhiệt độ T2 bằng 0. Sau đó mình vẫn ấn phím S. Apply, như vậy tính xong. Nhiệt độ gara nhiệt dương. Giờ mình chọn tiếp các phần tử này. Cái chuột phải này. Chọn low, chọn temperature low, chọn phần này mình chọn gradient nhiệt dương âm, phần âm. Cái phần mặt cắt vẫn chọn general. Cái phần này điểm tham chiếu end end top đầu trên ấy. Cái mặt cắt của mình là 21 m. Bắt đầu 21 m 0, H1 bằng 0, H2 bằng 0,1. Nhiệt độ âm ở đây bằng âm
nhiệt độ xem nào. Âm 7 độ, T2 bằng âm 1 độ. Sorry, bạn chọn lại cái chuột phải, chọn low, chọn temperature, bởi vì trong cái Midas này dùng mặt crack nó lỗi nó xảy ra, có thể xảy ra lỗi. Chọn low temperature session đây, Garand nhiệt âm, ok. Và điểm mình end top H1 bằng 0, H2 bằng 0.1 này. Nhiệt độ T1 bằng âm 7. Nhiệt độ T2 bằng âm 1 này. Ấn S này. Tương tự như vậy. Nhiệt độ T H này bằng 0.1 này. H2 bằng 0.4. Nhiệt độ T1 bằng trừ 1. Nhiệt độ T2 bằng 0 độ. Add tiếp đến cái thứ ba là điểm tham chiếu là end bottom. H1 bằng 0, H2 bằng 0.2. Nhiệt độ T1 bằng, nhiệt độ T1 ở đây bằng 0, chính cái T3 của mình. Độ T1 ở đây bằng 0. Nhiệt độ T2 ở đây cũng bằng 0. Không. Rồi, mình ấn phím S, ấn apply. Beam session data P, à mà cắt B này mình nhập thiếu mất rồi. Sorry các bạn nha. Modify cái một này, file đi 21 mét này, ok, cái một này modify nó đi 21 mét, ok. Ồ à, này nó rất hay bị lỗi, thôi mình xóa hết đi, mình nhập lại vậy. Không vấn đề gì. Đầu tiên là end top B bằng 21 mét này, độ bằng 0 này, 0.1 này, cái nhiệt độ T1 bằng âm 7 này, nhiệt độ T2 bằng âm 1 này. S tiếp tục 19 mét, cái B tại độ cao 2. H1 bằng 0.1, H2 bằng 0.4. Cái bề rộng B này nếu các bạn nhập từ két sang thì các bạn phải đo trên két xem bề rộng B nó bằng bao nhiêu. Nhiệt độ T1 ở đây bằng âm 1, nhiệt độ T2 bằng 0. Đấy. Còn nếu mà nhập trong két thì quá đơn, các bạn sẽ chọn PEC Composite ở trên đây. Chọn cái này, sau đó các bạn chỉ cần B, các bạn kích vào Section là nó sẽ tự nhập B cho các bạn. Tiếp theo 3 17 m, 14 m nhập trong két này chỉ mang tính tương đối thôi, B này chỉ mang tính tương đối thôi. 14 m. H1 bằng là cái 3 mình phải chọn điểm tham chiếu là end bottom nha. Điểm 3 sẽ là 0 này và 0.2. Cái nhiệt độ ban đầu bằng 0, nhiệt độ sau cũng bằng 0. Thực ra cái này trường hợp này không cần nhập được. Mình nhấn S Apply, okay. Sau khi tính xong, mình nhấn F5 để chạy chương trình. Cái thường thì để nhập mặt cắt, mình nhập mặt cắt ở trong két sang thì nó nhanh hơn rất nhiều so với nhập ở trong Midas, nhưng mà trong cái Midas Civil này thì nó sẽ đỡ xảy ra lỗi hơn. Nếu mà các bạn mà khai báo tải trọng, nhiệt độ mà các bạn
nhập file từ trong CAD sang thì mà các bạn chọn PSC Composite là khi khai báo cái nhiệt độ này chạy nó sẽ xảy ra nó lỗi. Tải trọng nhiệt độ thì đối với cầu liên tục mình nên cần khai báo, bởi vì nó là một loại tải trọng cưỡng bức như các bạn đã học kết cấu ấy. Tải trọng nhiệt độ nó sẽ sinh ra nội lực trong kết cấu. Bạn đợi nó đang tính toán. Đây mình mô hình khá nhiều tải trọng, vì vậy thời gian tính toán cũng khá lâu. Các bạn chờ đợi. Ở đây các bạn xem your Midas job is successfully completed, nghĩa là đã được thành công ấy, chạy thành công. Các bạn xem tải trọng đây, chọn pose pose construction để xem tải trọng của bạn, kích chuột phải chọn force pin diagram này, mi nhiệt độ đều đây, âm đây, kích vào giá trị này, legend này, minmax, apply, xóa giá trị đi. Này, đây sẽ bắt đầu cho nhiệt độ lớn nhất bằng 4,58 nhân với 10 mũ 5, nhiệt độ đều âm ấy, nhiệt độ đều dương đây cũng thế. Đây Garen nhiệt dương này. Đây bắt đầu moment Garen nhiệt âm. Từ đó các bạn có thể tổ hợp các trạng thái giới hạn sử dụng theo tiêu chuẩn 27205. Các bạn muốn xem biểu đồ ứng suất thì vào stress. Beam stress diagram. Đấy, nó sẽ ra được biểu đồ stress cho các bạn. Để xuất các giá trị này hoặc để các bạn xuất ra Excel thì các bạn ấn phím Print Screen trên màn hình và mục Paint cho hình vẽ, Ctrl V cho màu thành trắng đi, Section Crop nó, rồi sau đó các bạn lưu vào gì đó thì các bạn lấy giá trị trong xuất ra file Excel. Ở dưới đây nó sẽ có một cái result table này, chọn beam này, force and stress, đây chọn tất cả các phân tử hoặc chọn một số phân tử đều được hết nha, nhiệt độ âm, nhiệt độ dương, gradient, nhiệt vân vân, path y là đầu phân tử, 1/4 phân tử, 3/4 phân tử, bắt đầu cuối phần tử, ấn OK, kích chuột phải vào đây, copy, sau đó các bạn paste sang Excel và các bạn đã mô hình xong, sẽ có kết quả. Và như hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách mô hình cái tải trọng nhiệt độ đều và gradient nhiệt trong mô hình tính toán cầu độ khẩn cân bằng. Xin chào và cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem.